Đó, nghe bài vậy đó, từ từ từ. Bóp à. Ở chiều cũng phải bị bóp cho thằng này nướng được á. Cái này phí chứ. Hả? Cái này còn tư gói à. Chạy tàu rồi. Chạy tàu rồi. Chạy bên kia chạy luôn, chạy tàu gì. Rồi. Đó đó, ở dưới mua vỏ có con cá chấm cỏ bự lắm. Ủa cá trôi. Đó, nghe bài rồi đó, từ 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 từ. Hai con luôn đó, hai con cá giò luôn đó. Đâu có đâu, nó rồi mà tốn cái cây rô vậy mà. Bị bóp à. Ít nhiều cũng phải bị bóp chứ hả? Má nó lội ra. Rồi xong rồi. Vậy hả? Có đâu. Dưới được luôn rồi. Mà đâu có đó anh cũng lấy cây xung cơm đụng mà thọt phải giúp. Còn cái này nè bác Năm. Mày bóp mày tao dám thọt. Thọt đi. Không có đụng nó mà. Không có để thợ mò người ta xuống à. Không có là ông Mát mướn thợ xuống liền à. Rồi buông đi, buông đi. Được, buông đi. Dính rồi, dính rồi, dính cái vật rồi. Trời ơi. Trời đếm thật. Thôi cái vật là dính rồi. Đụng má cá này. Quá, cá để nướng được á. Cá nướng ăn phí chứ. Hả? Ăn phí ăn bỏ tí. Nghe kho lạc á. Mà cho lại kho lạc. Tương. Đụng mấy cái gì. Bắt mấy cá đó để ăn sống rồi. Nó chết. Ồ, mình bắt cái con đó. Mình thay lên cái ngàn con này không. Nó đang. Đây, cái này. Rồi, rồi. Cái này dễ bắt đặt tóc phi à ơi mình chó nó phi cái thiệt này cũng bắt được không rồi mà nó mạnh nó ấy lắm nó 5-10 con bắt 9 con không à đó đó cá lú đưa trước mắt ê chạy mày hay quá bác Năm ơi là cái giới phục có nằm như con cặp người ta. Cá trời đó. Rồi để bác Năm mày vớt đi. Chích chỗ khác liền.